Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phangamtou.com. Thì video này chúng ta sẽ làm cái trò game này bạn. Trò game có tên là Zooming đây. Nó sẽ nhảy lên những cái bậc thang cũng tương đối đơn giản thôi. Mà cái trò game này hiện tại đang làm trong cái môi trường 2D bạn. Thì chúng ta sẽ chạm lên trên màn hình điện thoại chúng ta. Chạm bên trái thì di chuyển bên trái, còn chạm bên phải thì di chuyển bên phải bạn. Cái màn hình điện thoại chúng ta bạn cứ tưởng tượng như nó chia làm phân nửa nè. Đây là bên trái ha, còn đây là bên phải. Vậy thôi, bạn chạm bên nào thì nó sẽ là di chuyển bên đó. Nè, ta chạm bên phải nè. Thấy chưa? Nó chạm phải nè, di chuyển phải nè, còn chạm bên trái, di chuyển bên trái nè. Đó. Rồi người ta sẽ ăn những cái đồng tiền và tránh những cái kẻ thù này, hoặc là chúng ta rớt từ trên cao xuống thì chúng ta sẽ thua. Những cái thanh trắng này có thể là nó đứng yên, hoặc là nó di chuyển qua trái phải, lên xuống, hoặc là di chuyển theo hướng chéo nữa ha, di chuyển bất kỳ. Chúng ta sẽ làm game cho nó tham số ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ, trong video này chúng ta sẽ làm một cái node random ngẫu nhiên á. Rồi, với lại trong cái video này, trong cái trò game này tôi sẽ có cái hay để chia sẻ các bạn, đó là cái việc là bình thường là đối tượng chúng ta sẽ phân loại nó là đối tượng vật lý đúng không? Thì nó sẽ có va chạm, nhưng mà trò game này bạn nhìn kỹ đi, khi đối tượng này nó nhảy từ dưới lên thì nó không có va chạm mà nè. Khi nó nhảy từ dưới lên nè. Để tôi lại những cửa, mấy cửa đầu tiên đây. Để tôi mở lại bạn xem nè. Những cái cửa đầu tiên á, những cái màn chơi đầu tiên à, là khi mà chúng ta nhảy nè, bạn thấy là nhìn kỹ nè, thấy chưa? Khi ta nhảy từ dưới lên á thì nó không có va chạm, nó đi xuyên qua, nhưng mà ngược lại khi mà từ trên nó xuống thì nó lại nhồi lên. Tại sao vậy? Thì cái đó là chúng ta sử dụng cái node bạn. Nghĩa là bình thường chúng ta nó cho nó là tính chất vật lý là nó có rồi, nhưng mà chúng ta dùng một cái node là if nếu va chạm á thì nó sẽ bỏ đi cái thuộc tính vật lý gì thôi. Này, bởi vì khi mà ta nhảy từ dưới lên nè, thấy chưa, nó đi xuyên qua luôn nè, xuyên nè, thấy chưa? Nghĩa là nếu cái hai cái này nó chạm nhau thì nó bỏ tính chất vật lý rồi. Nhưng mà nếu mà trường hợp từ trên rớt xuống thì sao? Nếu từ trên rớt xuống thì chúng ta sẽ thêm cái nốt là nếu chạm lại thì nó sẽ là nhảy lên, vậy thôi. Đó, cái đó là rất là hay á, đó là cái mấu chốt của cái trò game này. Mỗi trò game nó có khoảng 2-3 cái nốt quan trọng, 2-3 cái điểm quan trọng mà bạn phải biết để bạn làm được cái trò game đó. Trò game này một thứ nhất là va chạm từ dưới lên thì nó không có bị ảnh hưởng bởi tính chất vật lý, nhưng mà va chạm từ trên xuống á, thì nó sẽ là vẫn được, nên vẫn nhảy lên. Rồi đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa trò game này á, là nó sẽ có cái chúng ta chạm ha, chạm lên nửa màn hình đây để di chuyển đây, chạm nửa màn hình bên kia để di chuyển bên kia. Nhưng nó còn một cái nữa là khi chúng ta rớt từ trên cao xuống thì chúng ta sẽ thua. Thực chất á, là cái người làm cái trò game này là đã gán một cái đối tượng là một cái kẻ thù ở dưới đây nè bạn, một cái kẻ thù ở dưới đây nè. Và cái kẻ thù này nó vô hình á, nó không có hình dạng 3D, chúng ta xóa cái 3D rồi. Khi ta rớt từ trên xuống ta đụng nó thì chúng ta sẽ thua vậy thôi. Và cái kẻ thù này nó liên tục di chuyển bạn, di chuyển theo cái camera chúng ta. Ta cho cái đối tượng kẻ thù này nó là con của đối tượng của camera, camera làm cha của nó, nên camera chúng ta sẽ di chuyển lên trên thì cái kẻ thù đó nó sẽ di chuyển lên trên, vậy thôi. Ok ha, đó là một số cái điểm quan trọng mà để ta nói trước để bạn hiểu rồi bạn làm cho dễ thôi. Bạn biết được những cái điều tôi vừa nói thì bạn cũng có thể là tự làm được rồi, tại vì bạn đã xem những cái video trước nhiều lắm rồi. Giờ ta làm thử. Thì cái trò game hồi nãy là chúng ta đang làm trong cái môi trường 2D đúng không? Nhưng mà tôi không thích, tôi làm trong môi trường 3D nè. Tôi demo thử làm trong môi trường 3D. Ok ha, tôi demo làm trong môi trường 3D cho bạn xem đây. Rồi, bắt đầu ta làm thôi. Trò này cũng dễ thôi, nó đều nó mất thời gian, ta canh chỉnh tí thôi. Canh chỉnh cho nó đều đẹp thôi. Rồi đầu tiên thì cái điểm bắt đầu chúng ta là nằm ở đâu đây? Điểm bắt đầu nè bạn. Thì mấy cái này chúng ta làm ngẫu nhiên thôi, không có quan trọng đâu. Ta cho hết ít không yên không đi cho nó dễ thấy. Cái này ta xóa luôn đi. Cái nền đất đang màu xanh khó nhìn đó bạn, khó canh chỉnh đó, bạn hãy là bỏ cái no round đi ha. Để ta dễ nhìn thôi, dễ hướng dẫn các bạn thôi chứ bình thường tôi quen rồi. Đây nè. Rồi ta cho nó hướng lên ha, trò chơi chúng ta là đây đi theo phương lên, thì nên ta sẽ xây này hướng lên. Đây là điểm bắt đầu. Xây thì ta sẽ hướng nào? Xây theo cái trục màu đỏ nè, ít ngược chiều kim đồng hồ là xứ dương ha, là 90 độ. Ok, hướng lên rồi đó, thấy chưa? Rồi cái tọa độ này cũng tương tự vậy, bạn cho tất cả x bằng 0, z bằng 0 hết đi. Rồi sau đó bạn cho cái chiều y là lên trên cao nè, lên khoảng nhiêu ta? Khoảng 10, 15, 20 gì đó bạn. Để tôi coi hào thử khoảng chừng 10 đi ha, khoảng 10 đi. Khoảng 10 đi bạn. Rồi khoảng 10 ha, lên khoảng 10 nè. Ok ha, khoảng 10 đó. Ý nó 10 ngay chăng cái cây lai sinh luôn, cái ánh sáng mặt trời lâu vào bên. Rồi ta cho nó xây hướng lên, bằng nó xây hướng ngang giống như kia nè, sẽ xây chục x 90 độ. Rồi ok, hợp lý đó, xong cái bối cảnh rồi đó.
điểm bắt đầu, điểm kết thúc. Rồi sao nữa? Giờ chúng ta bắt đầu cái trò chơi thì chúng ta chỉ có cái đối tượng chính chúng ta là cái viên bi, rồi những cái thanh chắn ngang, bạn thêm cái viên bi cho nó nhỏ lên. Sau này thì đây là chúng ta làm cái dạng mô hình thôi bạn, có nghĩa là chúng ta mới có thêm những cái hình vuông, hình tròn, tam giác gì thôi. Rồi sau này các bạn làm thực tế thì bạn thay đổi thành những cái mô hình nhân vật trong game, chúng ta hãy là mua hoặc là tự vẽ, tự dựng ha, bằng những cái phần mềm 3D như là Sigma 4D, Xerox, Maya, Blackmark gì đó, nói chung là nhiều lắm. Hoặc là các bạn phải thuê ha, thuê người khác chúng ta làm. Ok, lo vô đây. Đây là nhân vật chính chúng ta, thì bạn hãy đặt tên nó là actor gì cũng được, hay là character gì cũng được tùy các bạn. Rồi chúng ta sẽ cho nó tỷ lệ, nó hình như là nó hơi nhỏ rồi bạn, nó quá to rồi. Ta sẽ cho nó nhỏ khoảng chừng 0.5 đi, 0.4 luôn đi, nó to lắm. Rồi ok ha, tương đối. Cái camera này chúng ta tạm, ta dục nó qua bên thôi bạn, nó rối nhìn chóng mắt quá. Cái này cũng gì, cái ánh sáng mặt trời vậy. Rồi đây là viên bi chúng ta. Ok ha. Ok, thì hơi bự rồi, kể đi, chúng ta sẽ, nói chung là chúng ta canh chỉnh sao, không quan trọng. Ta quan trọng giờ chúng ta sẽ nhập cái nè. Nhớ va chạm là tractor. Màu sắc thì giả sử giờ ta cho cái màu vàng đi bạn, màu vàng, màu cam gì đi, cho nó chung là cho dễ thấy trước đi rồi tính sao. Những cái tham số này ta chỉnh sao. Rồi tính chất vật lý ha, ta sẽ cho nó là dạng dynamic, là chuyển động. Rồi xong, tiếp theo chúng ta sẽ cho cái khớp này nó có sẵn nè, ta sẽ cho đây là những cái thanh chắn ngang ha. Rồi đây là thanh chắn ngang của chúng ta, đây dục đại vô đây đi đó. Rồi thanh chắn ngang chúng ta sẽ đặt tên là khớp luôn, không để đặt tên nó là platform, mà là một cái nền đất để chúng ta nhảy lên á, platform ha. Sau này chúng ta sẽ đặt thêm một số cái loại platform nữa là cho nó chuyển động các bạn, chuyển động theo phương ngang, phương dọc hay là phương chéo nữa. Thì cái này là, này hiện tại là đang cái đối tượng tĩnh ha, platform là tĩnh. Rồi cái loại va chạm nó là gì ta, loại va chạm nó phân loại là platform luôn đi. Ok. Tính chất vật lý nó bạn, tính chất vật lý nó thì cái này chúng ta cho nó đứng yên thì ta phân loại nó là tĩnh cũng được. Thì cái này có hai tùy chọn bạn, thì một là bạn cho nó tùy chọn là tĩnh thì nó sẽ cố định ha, sau này bạn cho đối tượng này cố định luôn. Hai là bạn cho nó kinematic cũng được, nghĩa là nó vừa tĩnh vừa động, thì bạn chọn cái tùy chọn này cũng được. Ok ha, nếu đối tượng này đối tượng tĩnh, còn đối tượng chuyển động thì bắt buộc bạn phải chọn là kinematic nếu là đối tượng chuyển động. Rồi xong, cái màu sắc giả sử như tôi cho nó màu trắng luôn nha bạn, cho màu trắng luôn đi, cho nó dễ làm nữa, ta thay đổi màu cái một à. Rồi giờ ta sẽ cho thay đổi vị, ta để định hình nó nè, nhấn cho nó mỏng lại. Ok ha, nó mỏng thôi thì chúng ta sẽ nhảy lên trên những cái thanh này vậy thôi. Rồi dễ mà đúng không, đâu gì đâu khó. Ta sẽ coi cái tỷ lệ nó là bao nhiêu ta. X là 1, Z là 1, Y là 0.2, thử đi, cho nó tròn tròn số gì đi cho nó đẹp. Ok ha, nó 0.2. Ok, nhìn trực diện thì nó sẽ như vậy. Trái banh thì tôi cảm thấy nó hơi bị to quá các bạn, hơi bị to, hơi bị to so với cái bao cảnh ha, hơi bị to luôn á. Ta sẽ chỉnh nó nhỏ tí thôi. Ta sẽ cho nó 0.3 thôi, hoặc là 0.2 thôi bạn, 0.2 thử. 0.2 thì nó nhỏ tí à, 0.3 đây bạn. Ok, 0.3 ha. Rồi xong, giờ chúng ta sẽ làm gì nữa đây? Chúng ta sẽ cho cái này với nó tương quan nha, coi nó độ to nó vừa chưa, ta nhìn cái mức độ tương quan của nó, ví dụ như cái này khoảng bằng 1/3 của cái này. Ok, hợp lý rồi đó. Rồi giờ sao nữa đây, giờ chúng ta sẽ cho nó ngay chăng cái bề mặt nó là tiếp xúc như là không ha, xét bằng không để cho tất cả cái này nó tiếp xúc với nhau. Rồi y thì chiều cao thì chỉnh nhiêu cũng được tùy. Cái này cũng gì đỏ ít nè, vị trí nào cũng được, quan trọng là chụp xét với bằng không. Rồi sao nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái
cái nút start là cái cảnh đầu tiên các bạn. Cảnh đầu tiên là cái cảnh cảnh bắt đầu á, cảnh bắt đầu cảnh dễ nhất á. Chúng ta sẽ cho những đối tượng tỉnh ha, cho nó tỉnh, cứ tiếp xúc nhau tỉnh trước đi, rồi ta sẽ cho nó tại vị trí là x bằng 0 đi. Rồi ban đầu cái này nó sẽ nằm ở chính giữa luôn, và nó nằm ở dưới đáy á. Ok ha, như thế này, đại khái là như thế này. Giờ ta sẽ cho cái đối tượng này nó sẽ nhảy lên, nhảy lên thôi mà, cho nó tiếp xúc lên khoảng nào đó, tiếp xúc lên gần gần thôi. Rồi xong được một trường hợp rồi đó, xong được một cảnh đầu tiên. Bây giờ bạn sẽ thêm ta sẽ chỉnh gì vậy, ta sẽ Ctrl C Ctrl V đi, hay là nhân bản lên một vài cảnh, ta ví dụ thử làm demo thôi. Nó như thế này, hình như tôi cảm thấy cái cảnh tôi nó hơi bị ít quá, ta sẽ tăng này lên. Mà cái này nãy ta chỉnh là bao nhiêu bạn, 10 đúng không? Tôi nghĩ là chúng ta nên thêm khoảng 20 đi bạn ơi. Ok ha. Ôi chú cha, sao 20 cao dữ vậy. 15 thử, 10 thử. Ủa sao 10 mà thấy nó ít quá, tự nhiên lên 15 thấy nó cao quá ta. Tới đây rồi khoảng 15 đi bạn. Tại thường một cái cảnh thì chúng ta sẽ thêm khoảng chừng 3 bậc thôi bạn. Như thế này người ta gọi là 3 bậc nè. 3 bậc hay là bậc 1 nè, bậc 2, bậc 3. Đó, bậc 3 thì lên thì nó khoảng gần tiếp xúc với cái trên ha, ta gọi thường ta gọi là 3 bậc. Thì ví dụ như bạn chia làm 3 bậc đúng không? 1 2 3 bậc thì ví dụ như là 10, 10 chia 3 thì mỗi cái là độ cao là 3, thao hảo hảo thôi. Thì cái này là cái đầu tiên nè, sắp xuống tí nữa. Rồi, thì ví dụ như mỗi cái là 3 ha, mỗi cái khoảng cách nhau là 4 đi. Rồi thì cái này là đầu tiên lên đây là khoảng 4, 5 gì đó. Cái thứ hai là 8, 9 gì đó. Đó, 10 gì đó. 8 ví dụ vậy. Ta phải chỉnh nè bạn. Tại sao vậy? Tại chúng ta chỉnh cái độ nhảy của cái viên bi này nè bạn. Độ nhảy của viên bi nè. Ví dụ như cái này là điểm đầu tiên, ta cho nó thấp xuống luôn đi. Ta cho nó khoảng thấp xuống như vừa tương đối này luôn. Rồi. Thì cái độ cao này là bạn thấy chưa? Nó khoảng cho nó khoảng là 0 đi, thì 0 lên dây rồi khoảng chừng là mỗi cái nhảy lên một bậc là 5 đi ha. 0, 5 thì thằng này lên phải là 10. Đó, làm bạn phải chính xác vậy đó ha. 0, 5, 10, mỗi cái độ cao nhảy lên á, thì ta ví dụ giả sử như là cái độ nảy lên là 5 ha. Thì này lên đây là 5, đây là 10. Đó. Rồi, từ từ này lên cái tiếp theo nữa thì nó cũng phải là cái đối tượng tiếp theo bạn. Thì nó cũng phải là khoảng là cái chân cái vị trí này để cho nhảy lên được. Đó. Chứ không phải là bạn muốn cho bao nhiêu là cho cái chiều cao nữa bạn, không phải nha. Bạn cho không thì nó sẽ bị mất bên dưới rồi, nên ta sẽ cho nó xích lên trên tí là khoảng 0.3. Thấy chưa? Khoảng xích lên trên tí 0.3, bạn cảm thấy nó có hơi thì bạn 0.2. Thấy chưa? 0.2 thì nó ngay chân lên đúng không? Ngay chân luôn. Rồi 0.22 đi, cho lên tí. Rồi, ok ha. Rồi thì bạn sẽ có được đây lên đây là 5 nè, đây là 10 nè. Còn từ đây lên đây là như ta. Giả sử như vậy ta tăng lên đây, đây lên đây là 10, 15 thử thôi. Ok ha, thì nó vừa đủ 15 thì vừa đủ trên đây luôn nè. Đó. Thì để bạn sắp đặt gì đến chi, để khi mà chúng ta nhân bản ra một cái cảnh mới là cảnh số 1, số 2, số 3 đó bạn. Thì những cái cảnh đó thì nó sẽ, chúng ta đặt cái đối tượng mới nó tương tự vậy, nó sẽ sát ở dưới đây nè. Nó sát dưới đây thì chúng ta nhảy lên. Nhảy lên thì nó vừa đủ nhảy lên trên cái nấc tiếp theo của cái cảnh tiếp theo luôn đó. Thì bởi vì bạn phải làm cái trò game mà phải tính trước những cái trường hợp đó, tính trước cái độ cao phải nó tương ứng với nhau để chúng ta làm cho đối tượng ta nhảy á, nhảy cái độ cao là bao nhiêu á, chúng ta sẽ chỉnh. Rồi chúng ta sẽ thống nhất là cái game này tôi đang làm là nhảy lên độ cao là 5 các bạn, mỗi cái cách nhau là 5 ha, 5 theo cái phương y nè, trục y chiều cao nè. Rồi từ đây cái này bạn sẽ cho nó lên là 15. Ok rồi, thì là xong các bạn. Bạn nên lưu lại ha, lưu lại cái phần mềm đang dễ bị lỗi lắm. Tôi sẽ lưu lại cái file này với cái tôi sẽ đặt tên là test. Tại nãy tôi có làm một cái file 2D rồi, test này. Ok ha, rất là dễ thôi. Cho bạn xây một vòng này cho tất cả đều cùng một vị trí hết, nhìn từ trên dưới. Rồi chỉ là hơi lệch theo cái trục màu đỏ thôi, kệ nó, không sao. Quan trọng với trục y là nó phải cùng tọa độ là 5. Rồi chút khi mà cái bạn làm cái trò game cho người khác chơi bạn, thì nếu mà bạn chuyển nhanh sang cái môi trường 2D nè,
Đây là cái cách ta chuyển nhanh sang môi trường 2D nè. Đó, để bạn canh chỉnh cho nó dễ, hoặc là ví dụ như ship bạn yêu cầu bạn phải làm cái trò game này là từ cái môi trường 3D sang 2D hoặc là ngược lại, thì bạn phải biết cái cách này ha. Ok, này nó hơi bị cao nè, ta cho 0.2 thôi. 0.2 là ngay chăng luôn. Không, này cách lên là 5 nè. Này cách lên là 5, 10. Rồi. Này bạn lên là 15 là nó sẽ canh trên đây nè, đúng không? Y chang luôn, thấy chưa? Rồi. Chúng ta sẽ lưu lại bạn. Rồi, đây là cái cách ta canh chỉnh cho môi trường 3D nè bạn. Đây là một cái mẹo ha. Để bạn muốn canh chỉnh cho nhanh thì bạn vạch qua cái môi trường 2D. Rồi. Rồi sau đó, giờ chúng ta sẽ chỉnh một số cái, giờ ta làm mẫu thôi, cái này cái file này làm mẫu đó bạn. Thì bạn giờ chúng ta sẽ thêm, giả sử như chúng ta thêm hai cái thanh hai bên đi để cho ta chúng ta dễ canh chỉnh các bạn. Hai cái thanh hai bên đó là cái bức tường á, cái vách tường á, thì giả sử như tôi tạo mới đi. Tôi tạo mới một cái lấy để cái này nè, tôi sẽ kéo giãn ra là một cái vách tường mà. Vách tường phải không? Đây nè, ta đặt tên nó là wall bằng vách tường đi. Vách tường bên trái bên phải ha, thì nó cũng như nhau thôi. Hello, như đây coi nó sao. Rồi cái vách này thì giả sử như chúng ta sẽ làm cho nó cái màu tối tối thôi bạn. Ta coi nó va chạm không, thì chúng ta sẽ là không cần va chạm, không cần phân loại nhóm. Và va chạm nó là đối tượng tỉnh, vậy thôi. Cho nó một cái màu hơi tối tối tới đi. Ok ha, đại khái gì đi. Rồi, đối tượng tỉnh hả bạn. Đối tượng tỉnh này. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ cho nó cái vị trí, vị trí theo cái này người ta chỉnh nhiêu tầng. Cái này người ta chỉnh là 15 ha. 15 bằng chia 2 là ra nhiêu. 14 chia 2 là 7, là 7.5 ha. 7.5. Thì bạn cho này nó khoảng chừng 7.5. Tôi đang làm những tham số theo chính xác tuyệt đối luôn á. 7.5. Còn cái trục Z là bao nhiêu bạn? Trục Z ta cho bằng 0 cho nó ngay tâm. Thấy chưa? Ok ha. Còn trục màu đỏ thì bạn sẽ cho bao nhiêu ta? Bạn muốn cho cái bề rộng nó là bao nhiêu? Tùy bạn thôi. Ví dụ như khoảng chừng 6-7, khoảng chừng 7 đi bạn. Hay khoảng chừng 7 đi, ví dụ 7 thử. Ở bên đây là trừ 7 ha. Rồi vị trí rồi. Trừ 7 hay trừ 6 gì đó. Trừ... thôi trừ 7 xa lắm bạn, trừ 6 thử đi. Đây ta canh thử nè, ví dụ như trừ 6 ta canh thử rồi, ví dụ như nó vừa thì ok rồi, còn không thì ta chỉnh tiếp. Ta cho cái này nó dẹp lại, ok ha, gì cũng được hay bạn, trừ 7 gì cũng được ha, trừ, ủa, ta đang để này là trừ mấy, trừ 6 ha, trừ 6 cũng được ha. Rồi, giờ ta chỉ chỉnh cái đầu mỏng rồi, nhấn số 3, ê, xin lỗi, chọn nó nhấn số 3, phím tắt, tôi thường hay sử dụng phím tắt lắm. Cho nó mỏng lại, mỏng có chừng cho nhỏ gì đi, số tròn tròn đi bạn, 0.2 đi ha. Rồi ok, nó bằng với cái này luôn nè bạn, cái này là cái độ rộng nó là 0.2, ta cho này 0.2 luôn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là chỉ làm ta kéo giãn thôi, kéo giãn đến mức độ là vừa hai cái thanh này luôn bạn. Ví dụ như cái này chúng ta là bao nhiêu, này là 15 không, thì bạn kéo giãn cho 14 đi, kéo 14 chia 2 là 7 ha, 7.5. Bạn kéo giãn ra với cái độ cao nó là 7.5. Thấy chưa? Thì nó sẽ vừa chăng từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc luôn, rất là hay. Ok ha. Không tin thì bạn bật cái môi trường 2D bạn kiểm tra nè, thấy chưa? Bạn canh ngang nó vừa chang luôn nè, nó y chang cái thanh này luôn. Tại vì từ dưới lên đây là 15, 15 bạn chia 2 cái ra được 7.5 phải không? Thì 15 chia 2 7.5 thì bạn cho cái độ cao này đúng 7.5 luôn nè, đó. Rồi. Sau khi làm xong thì bạn hãy copy bạn, ví dụ như bạn chọn nó Ctrl C, Ctrl V gì đó. Bạn copy chang qua đây ha. Bạn nhập cái tham số cho nó chính xác là bên đây là 6, trừ 6 thì bên đây là 6 theo cái trục màu x nè, x là 6. Rồi xong đó, hai thanh y chang nhau. Ok ha. Rồi chỉ đi, hình như thấy cái chiều cao lên nó hơi bị hụt á bạn ơi, từ dữ lên tôi cảm thấy nó hơi hụt không sao á. Thật ra hai cái thanh này là bạn cho nó lố lên trên cũng được, bạn không nhất thiết là phải bằng. Ví dụ như tôi cho nó lố luôn đi bạn, như là đang lố là 7.5 phải không, tôi cho nó là 8 luôn đi, cho nó tròn, cho nó chính luôn đi. Cho nó chính luôn nha, tại những cái này nó lố lên nhau thì nó trọng lên nhau thôi chứ không sao ha, không sao đó, không quan trọng. Rồi
Ok ha. Rồi chúng ta sẽ qua lại. Đó. Là được một cái mô hình trò chơi game như thế này. Rồi, thì trò chơi game này bạn muốn có một cái vách tường ở phía sau mà có cái vách sao cho nó đẹp. Ví dụ như thế nè, này là cái hiện tại này nó đang để cái nền phía sau màu gì? Màu đen nhìn nó tối quá đúng không bạn? Bạn hãy cho một cái vách gì đó phía sau cho nó nhìn nó sáng sủa lên bạn. Tùy bạn thôi, bạn không để cũng được, bạn muốn để thì nít vô đây thêm một cái mặt phẳng thôi, ta dựng đứng lên. Cái này ta để là cái background hay là cái gì đó. Cái nền đó bạn, background là cái nền. Ok, lo nó vô đây. Rồi bạn sẽ cho nó xoay bằng, xoay theo cái trục màu đỏ là xoay xoay màu đỏ ha, số dương 90 độ. Rồi. Rồi bạn cho nó vị trí nào cũng được tùy các bạn, ví dụ như tôi cho tại tâm cái trò chơi tôi luôn đi. Rồi trục màu đỏ này tâm là nhiêu? Trục y trước đi. Trục y là nãy ta tính là nhiêu ta? Này 15 chia 2 là 7,5 ha. Rồi màu đỏ thì bạn cho nó bằng 0. Còn trục xét thì bằng 0 luôn. Không được, bạn nếu bạn cho bằng 0 thì nó sẽ trùng ở đây. Nên chúng ta sẽ cho lui phía sau tí. Lui sau khoảng chừng 4 5 vậy đó bạn. Đi. Ngược trừ 4 thôi, trừ 4 trừ 5 vậy đó. Ok. Trừ 2 thôi. Ok, trừ 2 các bạn. Còn nếu bạn cho trừ 1 thì nó sẽ trùng luôn vậy. Trừ 1. Đúng không? Đúng rồi, trừ 1 thì nó sẽ trùng luôn. Trừ 1 thì nó sẽ trùng luôn bạn. Tùy bạn thôi. Ta cho trừ 2 đi cho nó có khoảng cách tí. Rồi. Giờ ta sẽ nhấn phím tắt là số 3. Ý. Nhấn số 3 hoặc là bạn chỉnh ở đây cũng được. Ví dụ ta cho nó chỉnh là tỷ lệ tăng lên nhiêu ta. Tăng lên 20 đi. 20 hơi nhiều ta. Khoảng 20 đi. Hay là 10 cũng được. Đó. Ok ha. Sau đó bạn cho nó một cái màu đó. Ví dụ như bạn coi cái camera này. Tao test thử. Nãy giờ tao chưa chỉnh cái camera ha. Camera ta nằm ở đâu rồi. Đây. Cái góc độ thì chúng ta sẽ chỉnh sao bạn, giờ chúng ta đang quan tâm những cái tham số chung chung thôi. Ví dụ gì hả bạn, tương đối thôi. Đây. Ở hai bên như tôi cảm thấy hai bên nó hơi xa ra bạn, hơi xa quá. Hai bên hơi xa quá, chúng ta sẽ cho nó sát lại đi bạn. Ta sẽ tạm tắt cái camera đi. Rồi. Hai bên hơi xa quá. Cái màu nền tự nhiên tôi thấy nó sáng quá. Màu nền giả sử tôi cho một cái màu tiệp với màu xanh này luôn nha bạn. Hồi nãy chúng ta cái màu xanh này là bao nhiêu, bạn coi tham số là nhiêu, bạn copy cho nhanh. Ví dụ như click vô đây nè. Copy tham số hết các bạn. Tham số hết nó thứ màu đây. Rồi qua đây ta cho cái rồi bạn dán vô cái tham số hết lên đây nè. Rồi bạn sẽ cho cái tham số màu nó sáng hơn tí, đó cái màu này. Kéo qua bên cho bạn dễ thấy. Cho nó nhạt màu lên tí. Ok ha. Tùy bạn thôi, cái mình chỉnh này nó nhạt hay là nó sáng tùy bạn. Đây cho bạn xem cái này. Ok ha, nhìn chơi. Cái độ bóng hơi bị xấu các bạn, cái độ bóng nhiều quá. Bạn cái độ bóng bạn hãy chỉnh được, như bạn không muốn nó độ bóng á thì bạn bỏ tùy chọn cho nó độ bóng đi. Ok. Ở trong đây nó sẽ có tùy chọn bỏ độ bóng nè bạn. Ở đâu ta? Ở trong đối tượng ta. Ở đây nè. Bỏ cái phần độ bóng đi. Thấy chưa, nó sẽ bỏ độ bóng liền. Hai thanh hai bên đó, bạn muốn bỏ độ bóng thì hai thanh bên bạn bỏ luôn đi. Rồi ok ha. Để cái viên bi chúng ta độ bóng thôi. Còn bạn không muốn độ bóng nữa bạn xóa luôn ha. Bạn chọn viên bi bạn bỏ cái việc độ bóng luôn. Rồi ok. Hai cái thanh hai bên chúng tôi cho nó sát lại bạn, tỷ lệ nó hơi bị không được tốt. Tại chúng ta cầm cái điện thoại theo phương dọc các bạn, nên ta sẽ xoay cái tỷ lệ lên đi. Rồi, ta sẽ cho nó cái tỷ lệ sát lại. Thì bây giờ nó đang ở khoảng cách là 7,5 đúng không? Ta cho khoảng chừng khoảng cách là 5 thôi bạn. Cái trục, ôi xin lỗi, khoảng cách ít nè. Ít là 6 mà ta cho khoảng cách là trừ 4 thôi. Nó ok ha. Tại vì chúng ta làm cầm cái điện thoại theo phương dọc thì chúng ta phải canh chỉnh sau đó cho nó tương ứng hai bên, nó tương ứng với cái điện thoại theo phương dọc của chúng ta. Và hiểu ý tôi nói không? Nó như thế này. Nó ok ha. Thậm chí là cái này nó hơi bị tương đối đó. Ta test thử nè.
thấy chưa? Thì cái người chơi thì người ta sẽ thấy được cái giao diện gì thôi. Ok ha. Thậm chí là hai bên bạn nên cho nó to lên tí nữa, thì nó vừa với cái cạnh viền của cái điện thoại người ta luôn mà. Ok ha. Cho hai bên nó xích ra tí cái hai cái thanh này nè. Thì bạn hãy chỉnh cái tỷ lệ là nào đang là 4 không, thì cho 4.2 thôi coi nó ok không. 4.2 các bạn, khoảng đó. 4.2. Rồi cái này cũng là -4.2. Tùy theo cái điện thoại bạn là đời gì nữa, cái kích thước màn hình bao nhiêu nữa, nhưng mà tôi đang lấy cái tỷ lệ như đang lấy cái điện thoại gì á. À, tỷ lệ Full HD bạn hãy lấy cái điện thoại theo tỷ lệ iPhone 8 hay gì thì nó khác. Nó ok rồi, tương đối gì ok bằng cái giao diện ha, rất là quan trọng ở chỗ này, giao diện người chơi ha, thiết kế giao diện người chơi cho nó hợp lý. Rồi nếu mà giao diện gì á, thì những cái thanh này bạn cảm thấy nó hơi dày đúng không, mà sẽ cho nó mỏng lại theo cái độ dày nó mỏng lại tí. Rồi cái phương ngang thì nó ok chưa, phương ngang tôi cảm thấy ok rồi, rồi hợp lý hết tất cả rồi đó. Giờ tôi sẽ cho cái độ dày nó hơi mỏng xuống tí. Những đối tượng này đang là 0.2 đúng không, thì bạn hãy chỉnh nó là bao nhiêu ta. Không phết 15 đi. Thấy chưa? Không phết 15 thấy nó nhỏ hơn tí đó. Không phết 1 thì chắc nó mỏng lắm. Không phết 1 thì nó mỏng lắm à. Không phết 15 hay được các bạn. Ok. Thấy không phết 0.15 thấy nó vừa các bạn. 0.15 nha. Ok. Rồi, những cái con số trên đây là chúng ta chỉ là tương đối thôi. Tương đối thôi. Rồi. Rồi, Ctrl S để lưu lại bạn. Save lại. Rồi sao nữa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gì nữa đây? Ta được thêm cái vách hai bên rồi, quên phân loại nữa chưa ta. Phân loại là platform rồi nè, phân loại là hai vách tường hai bên thì bạn không cần phân loại nhất, chỉ cần phân loại tính chất vật lý này, đối tượng tỉnh thôi, để khi mà nó va chạm các bạn nó sẽ tỉnh nè, nó sẽ bị dội lại. Còn cái nền phía sau thì không cần nhớ ta, nó là đối tượng không cần nhớ. Xong đó bạn. Cái nền rồi, vách tường rồi, nhân vật chính rồi. Rồi gì đó. Chúng ta gọi camera thì chúng ta chỉnh sao. Camera thì đi theo nhân vật chính rồi, chọn camera luôn đi. Rồi. Camera theo nhân vật chính và cái nó đi theo cái trục Y thôi bạn. Cái trục Z thì chúng ta không cho nó bằng 0. Trục X cũng cho bằng 0. Khỏi nó rồi. Ta muốn cái camera ta đi lên xuống thôi nên ta cho đi theo trục Y và tương đối khoảng chừng 0 phút mấy thôi, ví dụ như 0.3 thôi. Rồi. Chút demo cho bạn xem thử. Rồi gì nữa ta? Bạn sẽ thêm cái phần kẻ thù nữa, với cái phần kẻ thù với cái phần ăn điểm đồng tiền các bạn. Ta thêm hết đi rồi chút ta chỉnh nốt lần một luôn cũng dễ. Ví dụ như ta thêm đồng tiền trước ha, đồng tiền cũng dễ nè, làm luôn đi. Đồng tiền thì bạn sẽ thêm cái dòng bi này cũng được bạn. Bạn thêm cái bi này cũng được nè. Không thì bạn thêm cái hình này nè cũng được, làm ở đồng tiền các bạn. Ví dụ như ta lấy cái này làm đồng tiền ha. Không lại tôi lấy cái tài nguyên là đồng tiền này nhiều rồi, nhưng mà giờ tôi lấy thử cái trường hợp này cho bạn thấy được là chúng ta dùng cái nào cũng được hết. Ok ha. Chúng ta sẽ bật cái môi trường 3D lên, dục nó vô đây. Ôi nó đâu rồi, nó nằm xa quá ha. Bạn hãy cho tốc độ nó bằng 0 hết đi, bạn sẽ thấy nó liền. Ok hay chưa, tốc độ bằng 0 hết thì bạn sẽ thấy nó liền. Ok rồi. Nó cực kỳ to ha, cực kỳ to. Bạn hãy chọn nó, bạn chỉnh lại cái tỷ lệ nó khoảng chừng 0.3 thôi. Nó có nhỏ quá mà, nhỏ quá thì chúng ta sẽ chỉnh lại cho nó to lên ha. Nó tương ứng với cái chế bóng thì chúng ta sẽ 0.3 đúng không. Cái actor thì đâu rồi, actor đây. Actor 0.3 đúng rồi, này cũng khoảng 0.3. Rồi ta sẽ cho nó những cái màu sắc rồi đi bạn, một chút thôi. Đặt tên nó lại là con ha, là đồng tiền. Rồi phân loại va chạm là đồng tiền luôn. Đối tượng nó là đối tượng tỉnh. Ok. Tỉnh cũng được, không bạn cho nó là kinematic cũng được.
nào cũng được. Rồi bạn cho nó một cái màu ăn tiền thì cho nó có màu vàng để bạn cho nó liên quan tới tiền ha. Vàng đậm đi, vàng vừa vừa thôi. Rồi rồi sau đó là tôi lòng tiền nữa, thường tôi thích cái việc mà nó tự xây xây đó, mà nó tự chuyển động xây xây á, nên sẵn là tôi làm đây luôn ha, để hồi quên. Xây thì bạn ta chỉ cần thêm cái nốt rồi xây là dễ ẹt à, chỉ cần thêm cái nốt là xong, tự nó xây tại chỗ, xây liên tục hoài luôn, xây theo cái trục y ha, lúc nào cũng vậy, xây trục y, xây khoảng 120 gì đi. Rồi thấy chưa, tôi thích nó tự động xây xây gì nè, thấy vui ha. Với lại tôi thấy cái việc đổ bóng nó hợp lý mà, có đổ bóng cho nhìn giống như cái môi trường 3D mà, tại vì tôi đang làm cái trò game này trò 3D mà. Tôi cho nó đổ bóng nhưng mà tôi không muốn nó đổ bóng lên trên cái vách tường mà, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ bỏ cái tùy chọn này ha. Đúng rồi, vẫn cho nó đổ bóng nhưng mà chúng ta sẽ bỏ cái tùy chọn là đổ bóng lên vách tường, thì cái vách tường này là bạn chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ bỏ cái này tùy chọn này, thì chọn Receive Shadow là nhận bóng nè ha. Đó, thì nó sẽ không đổ bóng lên trên vách tường, nó chỉ đổ bóng lên cái bậc thềm thôi. Tương tự với cái quả banh này cũng vậy, làm vậy cho nó giống môi trường 3D mà. Nghĩa là chúng ta cho nó đổ bóng nhưng mà chúng ta không có cho nó đổ bóng lên cái vách tường, vậy thôi. Thấy chưa? Cái banh này vẫn có đổ cái bóng đổ nhưng mà không có đổ lên cái vách tường. Đó là cái làm hay ha, thao tác hay. Rồi. Vậy là xong các bạn. Dễ mà. Bật lên môi trường 2D để chúng ta căn chỉnh lại, ví dụ như bạn tùy chọn, dù bạn muốn ở giữa thì cho ở giữa như thế này. Đó, hợp lý quá rồi. Rồi. Gì nữa đây? Thì bạn thêm cái đối tượng kẻ thù ha, ví dụ giờ tới cái cảnh số 1 thì thường ta chưa cho cái việc vấn đề đó, nhưng mà chúng ta thêm luôn đi bạn, thêm trước để chúng ta sắp xếp ở quên đó. Thì nếu bạn thêm cái đồng tiền vô trong cái này á, thì bạn phải cho cái đồng tiền là con của cái này, để chi, để khi mà bạn di chuyển cái thanh này nè thì cái đồng tiền nó di chuyển theo luôn, nên nó là một cái mẹo ha. Và ta cho cái này là con của cái này đó, thấy chưa? Thì khi bạn di chuyển cái này nè, cái đồng tiền nó đi di chuyển theo luôn, để không công khỏi công ta chỉnh lại, thấy hay không? Rồi giờ ta sẽ làm một trường hợp tương tự cho cái gọi là cái kẻ thù của bạn ha. Thì sau này là cái mô hình thôi, bạn muốn lấy cái hình nào đó bạn thế vô cũng được. Ví dụ như kẻ thù tôi là tôi đặt cái gì ta, tôi đặt một cái gai gì đi các bạn, giả sử tôi kẻ thù tôi đặt một cái gai gì ha, sau này bạn thế bằng cái mô hình khác cũng được ha, tùy các bạn ha. Giả sử như tôi lấy cái gai đi, rồi tôi đang ở trong môi trường 2D nè ha, tôi thêm gì luôn cho dễ. Rồi tôi sẽ thay đổi cái tỷ lệ trong đây luôn, 0.3 giống như những cái thằng kia. Hình như là nó hơi nhỏ vậy bạn ơi, 0.3 hơi nhỏ, thì sẽ tới 0.4 đi. Ok, 0.4 thấy nó to hơn được chút đó. Rồi ta sẽ đặt nó cho một cái màu nào khác đi, chắc chắn luôn rồi, tại vì cái màu trắng nó tiệp màu lắm. Ta màu đỏ đi bạn, thường cái kẻ thù là nguy hiểm, ta cho màu đỏ nha. Ok ha, thấy cho màu đỏ đó. Rồi, hợp lý. Chúng ta sẽ cho nó tiếp xúc, giả sử như chúng ta cho nó khoảng tiếp xúc với cái đối tượng này ha. Nhảy lên đây là sẽ bùm liền. Thì bạn hãy tạo thêm hai cái gai gì cũng được bạn, không nhất thiết là một cái, bạn tạo thêm ba cái gai, ví dụ gì ba cái gai cùng lúc các bạn. Bạn tạo hai cái gai hay ba cái gai ta, nghĩa là nếu bạn tạo gì đó, thì cái người chơi có thể là nhảy ở hai cái cạnh bên vẫn được ha, nghĩa là nhảy hai cạnh bên vẫn được. Còn nếu mà bạn tạo ba cái gai luôn thì người chơi chỉ cần đụng cái là thua rồi. Rồi tùy các bạn ha, tùy theo cái ý đồ của bạn làm thôi. Ví dụ như tôi muốn cái này nó nhỏ đi bạn, 0.3 thôi. Rồi 0.3 thôi. Ok ha, 0.3 thôi. Giờ ví dụ như bạn muốn đối tượng này nó xoay luôn bạn ha, tôi nghĩ luôn làm cho nó xoay, cho nó sinh động gì cũng gì, nó cố định gì nhìn xấu á. Bạn muốn xoay ha, giả sử tôi cho cái này, tôi Ctrl S luôn rồi đi. Nếu muốn cái kẻ thù này nó xoay tương tự vậy, bạn sẽ cho đây cái nốt rotate đây. Dễ mà, những thao tác dễ nhưng mà làm cái trò game chúng ta nó sinh động hơn nhiều lắm. Nó xoay tại chỗ, bạn xoay theo cái trục gì thì cái trục mà chúng ta đang không xem được là cái trục Z các bạn ha, xoay theo cái trục Z. 120 tốc độ khoảng 120 ha. Đây nè, test thử nè. Thấy chưa? Ta kiểm tra lại cái hình dáng va chạm đó. Chúng ta muốn là nó là kẻ thù nè, màu đỏ nè, rồi nó
tính chất vật lý của nó các bạn, tính chất vật lý của nó hiện tại muốn nó đứng đứng yên tại chỗ nha, cho nó rồi ok ha, đây cho nó nhích lên này, nó không có động chạm rồi đó. Cái nó xây sai là bạn biết tại sao nó xây sai không bạn? Nó xây sai là do tại tâm xây của nó bị sai, cái hình này như là không phải tâm giác đều vậy, cái tâm xây của nó bị lệch một bên bạn. Thì thường thì nếu vậy thì thường thì cái vấn đề mà chúng ta vẽ mô hình 3D bạn là cái tâm nó đang nằm ở phía dưới gì nè, nằm ở giữa đây nè, cái hệ trục tọa độ nó bạn, nè hệ trục tọa độ nó nằm ở chân ở dốc dưới này bạn, thấy chưa, góc này hay gì nè, nó nên nó xây, nó sẽ xây sai ha, nó xây không có đúng tại tâm. Kệ đi, tại vì người ta sử dụng những cái mẫu có sẵn của phần mềm thì kệ đi bạn, phải chịu thôi. Đây ta nhấp không được ha. Rồi ok, thì bạn tạm chấp nhận với bạn, tạm chấp nhận gì đi. Nó sẽ xây ha, nhưng mà cái tâm xây nó không có được đúng. Nhưng mà không, như vậy cũng hay bạn, đó là một cái gợi ý mở cho chúng ta. Đây là một gợi ý mở, một cái tùy biến ngẫu nhiên ha. Có tiện chúng ta sẽ xây như thế này. Nó tốc độ thì tôi sẽ cho nó tăng lên tí. Chúng ta sẽ lấy cái khó khăn là một cái thuận lợi cho chúng ta ha. Xây tốc độ lên khoảng 150. Ok, hợp lý đó. Nó sẽ xây liên tục vậy đó. Ai đụng vô thì sẽ thua, đại khái là vậy. Rồi. Hơi chậm đó, tăng lên nữa đi, 170 luôn. Thử. Tốc độ xây. Ok các bạn. Rồi. Như ta cho tốc độ tăng lên 400 thử. Nhìn mắc cười quá, nó xoay mắc cười quá. Rồi khoảng chừng 300 thôi. Xoay nhiều quá chóng mặt lắm. Rồi ok ha, đại khái gì đây bạn? 200 thôi. Rồi. Ok. Chúng ta lưu lại đi. Sau khi xong rồi chúng ta còn gì nữa ta, thêm cái đồng tiền rồi ra đây ngoài đi coi là ok, cũng ok đó bạn, cũng xong hết mọi thứ rồi đó. Cái nền đất nè, rồi nhân vật chính, đồng tiền, rồi kẻ thù, rồi chúng ta còn thêm một cái dạng kẻ thù ở bên dưới nữa, nghĩa là khi Kara chúng ta đi lên á thì cái kẻ thù chúng ta sẽ đi theo, khi chúng ta rớt từ trên rớt xuống mặt thì nó rớt xuống đây nè, thì cái kẻ thù chúng ta sẽ làm ở dưới phía dưới đây nè, ngay chân cái vách này luôn, thì chúng ta sẽ chạm với kẻ thù chúng ta sẽ thua. Và đó là một đối tượng invisible, là vô hình ha, một đối tượng vô hình. Giờ sau đây giờ chúng ta sẽ thêm á, thì bởi vì chúng ta phải phân loại cho đúng, ví dụ như phân loại này là cái blood room nè, để chúng ta đụng những cái này ta nhảy lên vách tường thì không cần phân loại. Bắt ra không này, phân loại con nè, phân loại này là phân loại kẻ thù nè bạn ha, pyramid là cái kẻ thù nè, không thì bạn đặt tên nó là kẻ thù cũng được luôn cho nó dễ nhớ, đối thủ chúng ta. Rồi ta sẽ thêm một cái gọi là cái kẻ thù nữa, ví dụ như là một đối tượng vô hình thôi, thì ta thêm một cái đại, một cái hình chữ nhật hay gì đi, một cái hình này vô đây. Rồi cái này chúng ta sẽ lo vô đây. Ta cho nó tại tâm đi ha, z bằng 0, rồi y khoảng cái độ này. Khi chúng ta rớt xuống thì chúng ta đụng ta thua thôi. Ta cho nó khoảng ở đây bằng khoảng này đi. Rồi thế sao nữa, rồi cái một đại tên tí ha. Rồi cái này bây giờ thì làm sao ta, cái này bây giờ chúng ta sẽ cho nó dẹp lại bạn, dẹp lại không đúng cái tỷ lệ của mấy này luôn, ví dụ như vậy. Cái này tỷ thôi bạn, tỷ thôi bạn, cho nó dẹp luôn như được, giống như mấy này thì nãy chúng ta chỉnh là 0.2 gì đó ha, khoảng đó. Rồi bạn cho nó kéo dài ra bạn, kéo dài vừa đủ hai cái này luôn, vừa đủ này luôn, là người ta vừa đụng là người ta thua luôn á, đại khái là vậy, ta đụng là người ta thua bạn. Lố ra cũng được, không sao, này nó không quan trọng ha, lố cũng được. Rồi đại khái là người ta phải đụng cái này người ta thua. Rồi sao nữa, rồi vậy là xong đó.
chúng ta sẽ cái này người ta đặt tên nó là cái gì ta, đặt tên nó là khi đụng này người ta sẽ bị tiêu diệt, đặt tên là defeat đi ha, defeat là bị tiêu diệt nè. Rồi phân loại va chạm đó bạn, phân loại va chạm nó tất nhiên là phải cho kẻ thù rồi, tại chúng ta đụng thua. Còn tính chất vật lý nó thì bạn cho nó static cũng được, hay là nó chuyển động bạn, nó chuyển động theo camera nên chúng ta bắt buộc phải cho nó là kinematic ha. Nói chung là đối tượng nào chuyển động thì bạn cho nó kinematic, cố định thì là này, còn nhân vật chính chúng ta thì cho này. Rồi ok. Rồi hiện tại thì nó sẽ có hình dáng như vậy, nhìn xấu lắm mà. Nghĩa là giờ chúng ta sẽ cho cái đối tượng này là đi theo camera chúng ta, nghĩa là camera chúng ta đi lên thì nó sẽ đi lên, nên ta sẽ là con, cho nó là con của cái camera ha, camera làm cha. Rồi ta sẽ test thử cho bạn xem nè, cái góc nhìn camera hiện tại chưa thấy, chưa thấy được cái điều này, tại nằm bên dưới nè, nằm bên dưới nè. Rồi đại khái này vậy cho bạn hiểu đi. Rồi với một cái điều nữa là bạn, là cái một cái điều nữa bạn, một cái điều nữa là cái đối tượng hiện tại là đang là hiển thị ha. Chúng ta sẽ vào chỗ đây, chúng ta sẽ bỏ đi, bỏ cái hình dạng 3D nó, nghĩa là nó chỉ là một đối tượng rỗng thôi, một đối tượng null đó. Nó để khi ra đây bạn nhìn thấy nó mất tiêu rồi, thấy chưa? Nó chỉ là một đối tượng vô hình thôi. Ok ha. Những cái phần mềm 3D thường hay gọi đối tượng như là đối tượng null đó, đối tượng rỗng. Rồi, vậy là xong đó. Khi camera ta di chuyển đến đâu thì cái đối tượng này nó sẽ di chuyển theo đến đó. Camera ta là nằm đây nè, đây là chính là camera. Rồi, tôi bị rát rồi. Để tôi khởi động lại bạn. Xin chào bạn. Thì tôi mới vừa mà khởi động lên lại cái phần mềm nó bị rush bạn, là nghĩa là tự động nó thoát ra. Thì tôi mới vừa khởi động lên lại, hên tôi cũng có luôn ha, không thôi là mệt mỏi rồi, mất làm lại từ đầu rồi. Ok. Bởi vì cái phần mềm nó đang trong cái giai đoạn chưa có ổn định á, nên làm tới đâu thì tôi khuyên bạn là nên sale lại ha, nên lưu lại. Rồi cơ bản là xong hết tất cả yếu tố rồi bạn. Nhân vật chính nè, cái nền đất, đồng tiền, kẻ thù xây, kẻ thù mà dạng dưới nền đi theo camera anh ta ha, là con của camera. Rồi nó còn chút ta thêm những cái nốt sau, video sau đi. Video này ta thêm tất cả yếu tố đi. Trong trường hợp này ta còn thiếu một cái đối tượng nữa bạn. Đối tượng là cái nền, là nền hiện tại đang là đối tượng nền tĩnh đúng không? Ta sẽ thêm một cái trường hợp là cái nền chuyển động ha bạn, cái nền chuyển động cho anh ta. Thì bạn thấy là chọn cái lustrum này, bạn nhấn phím D nhân đôi đi, nhân bản lên. Rồi cái nền này chúng ta sẽ đặt tên nó là cái nền này nè. Nếu như bạn nào muốn làm cho nó nhiều trường hợp cho nó hay á, ví dụ như di chuyển theo phương ngang, phương dọc hay là phương chéo á, thì bạn nhân bản này lên ha, phân bản thêm hai trường hợp nữa. Trong trường hợp này giả sử như tôi làm đơn giản nên tôi hướng dẫn các bạn cái đơn giản ha, tôi sẽ cho nó di chuyển theo phương ngang thôi. Còn nhiệm vụ các bạn là các bạn phải làm thêm những cái phương khác nè, phương dọc hay là phương chéo ha, nó tương tự thôi, cái cách làm tương tự thôi. Rồi trong trường hợp này tôi chỉ muốn cho nó di chuyển theo phương ngang thì tôi làm sao đây? Tôi ghi cái chữ horizontal đây bạn, nghĩa là cho người ta biết là đây là cái nền đất mà di chuyển theo phương ngang ha. Rồi. Ok ha. Nó đại khái vậy cho bạn biết là gì, cái nền ta sẽ di chuyển theo phương ngang. Rồi thì bạn muốn thêm một cái đối tượng tương tự như bạn muốn làm cho nó di chuyển theo phương dọc thì bạn đặt tên nó là vertical ha, vertical platform để di chuyển theo phương dọc. Rồi các bạn tự làm thêm ha, đó là cái bài tập cho bạn. Còn cái đối tượng này nếu mà bạn phân loại nó là đối tượng di chuyển nền đất nào, platform nào. Rồi lưu ý cái tính chất vật lý nó luôn, là ta để là cái kinematic ha, lưu ý ha, kinematic là chuyển động. Rồi chứ quan trọng cái đó thôi, quan trọng cái này là kinematic. Sau khi xong rồi là chúng ta xong rồi. Giờ giả sử như tôi làm gì đây, tôi thêm thử một cái này luôn đi ha, tôi thêm thử một cái cho bạn cho các bạn dễ hình dung ha, hình dễ hình dung. Ta sẽ copy trang tham số này, ví dụ như là 1 0.15 1 1 0.15 1. Rồi vị trí thì chúng ta sẽ cho nó đúng theo cái trục y nè, trục y này là 5, y5z0 ha, y5z0 là quan trọng. Còn cái trục màu đỏ chúng ta có thay đổi tùy ý được, ví dụ ta cho đây đi cho các bạn dễ hình dung thôi, cho bạn hình dung dễ hình dung cái tính chất vấn đề thôi. Rồi ok ha, lưu ý cái này là cái đối tượng di chuyển nha, di chuyển chứ không phải là đối tượng cố định. Những thằng này là cố định nè, này di chuyển. Rồi với lại khi mà bạn làm á, thì làm xong thì bạn nên sắp xếp bố trí những cái object ta lại cho nó theo thứ tự như thế nào đó cho nó hợp lý. Thì, đây là cái vị trí bắt đầu kết thúc là nhân vật chính nè. Rồi những cái platform của chúng ta này, ok, cái platform ta có thể đây gần nhau cho nó dễ phân biệt. Hai cái vách tường hai bên nè, cái nền phía sau, và đây là cái phần kẻ thù thì ấy, kẻ thù này cũng vậy ha, bạn phải cho làm con của đối tượng này để khi chúng ta di chuyển cái platform này thì cái kẻ thù này di chuyển theo nè, thấy chưa?
Đó là những cái tiểu tiết nhỏ thôi, nhưng mà các bạn cũng phải làm cho nó đúng ha. Rồi ok đó, xong hợp lý đó. Ta sẽ lưu lại rồi ta kết thúc video này đi bạn. Video sau, video này một là video này chỉ là cái video chúng ta thêm những đối tượng vào cho nó hoàn chỉnh như thế này thôi. Video 2 chúng ta bắt đầu thêm những cái note cho nó ok ha. Rồi, ta kết thúc đi. Tôi là Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.